dòng xe nó nó cũng tàu cho cái lon xin này sao thế chỉ cho không cho dư cho này cho gì chúng mình cứ mua bây giờ nó xì cho nó cho thế này thế gì ăn cầu thì ở bên nông thôn lon tàu chỉ cũng chỉ tàu lon xin này vì cho khó tiền cho căng cũng muốn mua tan cho lên là thiên nên ta nó nó cũng cho cho cái lon xin này đùa cũng là chua ý ra căng cũng biết sự tâm lòng nhớ cho họ vô học cho nó một cái lon gì được thì khó xia nên ta chụp phong cho dư nó cũng có tỏ trước căng tua trong đàn nó chỉ có một chua được biết sự tâm lòng nè chỉ lo bên một kề thia chỉ lục vô chỉ hành đầu thia vừa chua căng lo bên lòng dễ dọc vì cho khỏi tiền sản nó lúc chua căng thia dọn đồ trả thia dọc nhưng ta cũng có tỏ trước căng ý trước căng lối trước căng mề mà nó cũng một chua được biết sự tâm lòng nè vừa chua trăm mề chế chụp phong chiếu dư chẳng nhận chụp gì lo biết đâu mà kia nè chắc con nói với chắc con gọi mê mê chứ giờ bê đọt xài chứ o nè họ chỉ một lỗ đỏ thế à thầu đây nó thế chế linh đó lo biết nó kia nè Oh
sri chắc căng mềm mềm nữa nó chế cứ một chút là sầu lên nó xí nữa cho nó dễ chắc căng nhọc căng mềm mềm xí dễ cho nhọc căng và mua pe đồ xài là tao tới giống một lâu đồ cho căng nó giờ cho căng và thầu pe châu là cụ to chiều xí nữa là pe chỉ lăng cứ đi pe tàu một chiếc căng nhớ cho tôi số thứ sáu mà giờ cho nó đó cho nó mà chỉ mua cho nó giờ căng một xí xí mỗi chiều hậu tú chỉ lấy mỗi chỗ lọ chua nó xứ nhìn là chắc cần thay đổi đồ thiết xài chỉ dùng nhờ tiền nên nút chua mà tiêu rồi cũng sao thì vẫn chỗ hàng thiết tất mà dù chỉ chua chỉ đồ nó chỉ tiêu hàng cơ gọi lên là chỉ cho phun cho dư cho nên cho xí lúc nó cũng lon chín nên nó xứ của thiết chỉ xe thì cho cần lo hoặc lại tàu thiết lại tiền là của yếu tố mỗi chua đối với sự tâm lòng mà thiết thì yêu cầu xe thiết thì yêu chỉ dùng để trang nên nè quay nổi nó vậy cho mình mẹ nói chuyện chúa mà những đồ cần cầu thì xem nó chỉ một lúc suốt khó xé đồ biết sẽ đời à một lúc chơi chầu lúc chơi chùa như nên tờ mà cho nó cũng là chùa hoặc mỗi chùa đồ biết sẽ đời tôm lòng của khu chùa nó để cho các mẹ nên đồ lịch trà thế cho các lo nên đồ lịch trà thế này giờ mới còn đau mà cũng nhẹ chúa cho các lo sẽ cho các mẹ mà nên chút chút lo thế những đồ cần cầu thì xem nên đồ tao lúc suốt chỉ khó xé một chỗ lo thì gia đình ta chụp phong cho dư cho nhà cho xí chúng mình cùng một bây giờ sẽ đợi thì xí trên nó của lon chi biết sẽ đợi nó xứ một lúa trâu đó nên sẽ đợi nó là nó chạy của chúa trăm mẹ xứ ở trăm lo chạy của chị chúa được họ thì nước lại chỉ tàu tiền á chỉ tàu lại thế nên chỉ tàu thọ khó này vậy thì sau cô một chúa là giống nhà li chín chó này trong này nó đó nên chỉ tàu lại đi này cho khó nó là nên chỉ tàu thọ thế mà cho nó vậy cho con ngựa lo cần cầu nó cho không cho dư cho nhà cho xì sợ đầu tích xì cho nó mà giờ lại tàu thì lại tiền mà tới rồi vẫn trổ hàng lên nữa cho không cho dư nữa đây là từ nhà bà xia thì xem mà cho nó của hai đầu xì hết tới rồi vào tàu mà giờ chỉ mua nó nữa trong khoản tiền này cho con lo cần cầu đi lận vào tám tu nó chỉ mới trả được lo bộ đi nó nữa cho nó mà giờ chua là tiền của xia thia à giờ tu xia hàng giờ tiền tu bao chuyện xia lù là giờ cho lù nhân cho hậu chắc cân nào mà cụ sa thì do có xia hàng li chỉ cho phun cho dư cho nhiều cho xí biết không ba xia nữa vậy lúc nào mà tao chỉ tao lấy chua tao chỉ tao kỹ năng kỹ phải tao lấy chua thì biết là xin gì nào xin gì nữa.